Đã đến với buổi học online của ngày hôm nay. Thì như các con đã biết thì cái chương hệ thức lượng trong tam giác vuông này nó rất là quan trọng đối với chúng ta và nó có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Thì hôm nay thầy sẽ ôn tập lại cho các con để nắm vững về các kiến thức hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì cái chương này nó sẽ được mở rộng ở chương trình lớp 10 nên các con cần phải chú ý kỹ cho thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ ôn lại các kiến thức cho các con cần phải nhớ trong cái chương này. Thì bây giờ phần 1 la mã là các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Rồi thì nhìn vào cái hình ha, tìm mối liên hệ giữa B phẩy và A thì có phải mình có được là cạnh góc vuông bình chính là bằng hình chiếu của nó nhân cho cạnh huyền, được chưa? Rồi tương tự ở đây cũng vậy ha, cạnh vuông này bình này cũng bằng hình chiếu của nó nhân cho cạnh huyền. Rồi tương tự, đây tìm mối liên hệ giữa bốn cái đại lượng này. Nhìn vào cái hình ha. Rồi thì mình sẽ có được là đáy hay là cạnh huyền á. Cạnh huyền nhân cho đường cao chính là bằng hai cạnh góc vuông nhân nhau. Chỉ cần nhớ lại ha, cạnh huyền nhân đường cao bằng hai cạnh góc vuông nhân nhau. Tiếp tục. Đây, tìm mối liên hệ giữa ba đại lượng này, đường cao và hai hình chiếu. Thì có phải mình có được là đường cao bình chính bằng hai hình chiếu nhân nhau. Rồi tiếp tục, đây cho cái hình như thế này, người ta cho mình độ dài của hai cạnh góc vuông và đường cao, để tìm mối liên hệ của ba đại lượng này có phải là một chia đường cao bình chính bằng một chia cho cạnh góc vuông này bình cộng một chia cạnh góc vuông kia bình, được ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần 2 là tỷ số lượng giác của cái góc nhọn. Rồi bây giờ phần 1 nhỏ là mình sẽ đề cập tới các tỷ số. Rồi bây giờ cho cái tam giác MNB' như hình, nó vuông tại M với cái góc alpha. Rồi cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền ha của cái góc alpha này. Như vậy tỷ số sin, cos, tan, cotan mình sẽ tính như thế nào? Vậy thì mình cần nhớ là sin alpha chính bằng cạnh đối chia cạnh huyền. Cos alpha bằng cạnh kề chia cạnh huyền. Tan alpha bằng cạnh đối chia cạnh kề. Cotan alpha bằng cạnh kề chia cạnh đối. Vậy thì cách nhớ lâu hơn là mình chỉ cần thuộc cái câu thần chú này cho thầy. Xin đi học cứ khóc hoài. Đó. Thôi đừng khóc, có kẹo đây. Rồi khi mà mình nhớ đó sẽ được nhớ được lâu hơn ha. Rồi nhớ câu thần chú đó. Bây giờ mình sẽ sang phần 2 là tính chất đề cho cái tam giác. Cho cái tam giác ABC với cái góc nhọn alpha beta ha, này tam giác này tam giác vuông tại A nha. Rồi vậy thì có phải là cái góc alpha với beta là hai góc phụ nhau, mà hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là 90 độ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm mối liên hệ giữa hai cái góc alpha với beta này ha. Vậy mình sẽ có được là sin góc này chính là bằng cos góc kia. Vậy thì có nghĩa là sin pha bằng cos beta. Rồi cos alpha thì bằng sin beta. Rồi tương tự, vậy tan với cotan cũng vậy ha. Vậy tan pha bằng cotan beta. Cotan pha bằng tan beta. Rồi. Cho cái góc nhọn alpha ta có thì sin pha với cos alpha đều lớn hơn 0 bằng 1. Sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Rồi tan alpha chính là bằng sin alpha chia cos alpha. Cotan alpha sẽ bằng cos alpha chia sin alpha. Rồi tan nhân cotan chính là bằng 1. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần 3 là hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Rồi cái đề người ta cho cái tam giác ABC như hình vuông tại A với độ dài các cạnh tương ứng là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ như hình. Rồi nhìn ha, B với C nhỏ nè đóng vai trò là cạnh góc vuông, còn A này đóng vai trò là cạnh huyền. Rồi đây là chính là sin của cái góc góc đối ha. Đây sin B, sin C đóng vai trò là sin của góc đối của tương ứng với cái cạnh độ dài của B nhỏ, C nhỏ này nè. Rồi thì mình sẽ có được một cái điều là
trong một tam giác vuông. Mỗi cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc là cosin góc kề. Cần nhớ cho thầy ha. Cần nhớ thầy cái điều đó. Rồi tiếp theo. Bây giờ nhìn thấy ha, đây cạnh góc vuông này. Ha, đây là cạnh góc vuông này sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối nè, hoặc là nhân với cotan của góc góc kề. Rồi cần nhớ cho thầy cái điều này. Đây, tổng hợp lại cho các con nhớ ha. Đây, thuộc mấy cái này. Rồi bây giờ mình sẽ có cái sơ đồ tư duy để ôn tập lại cái chương hệ thức trong tam giác vuông. Rồi lúc nãy thầy cũng đã đề cập về các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Có 4 cái hệ thức này. Tương tự, mình sẽ có được cái định nghĩa các tỷ số lượng giác của cái góc nhọn thầy lúc nãy cũng đã đề cập. Rồi và nãy thầy cũng có đề cập tới tính chất của các tỷ số lượng giác. Rồi và phần cuối cùng là các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông cũng vừa mới đề cập. Đây thì tụi con cần nhớ thầy ha. Ở các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông là ngay khúc này nè. Nếu mà tụi con không dùng b nhỏ bình bằng a nhân b phẩy như cái hình nè, thì có thể dùng là a c bình, a lớn c lớn bình bằng ch nhân bh. Rồi tương tự bên này cũng vậy ha. Rồi ngay chỗ mấy dấu này thì con chỉ cần nhớ cho thầy là đường cạnh góc vuông bình sẽ bằng hình chiếu của nó nhân cạnh huyền. Đây, cho nên cũng không cần thuộc cái này cho lắm. Ở cái hệ thức số 2 chỗ này chỉ cần nhớ là cái gì? Đường cao bình sẽ bằng hai hình chiếu của nó nhân nhau. Đường cao bình ha, bằng hình hai hình chiếu nhân nhau. Rồi. Rồi hệ thức thứ 3 là đường cao nhân cạnh huyền bằng hai cạnh góc vuông nhân nhau. Rồi, được chưa ha? Rồi cần nhớ kỹ với thầy ha, cái sơ đồ tư duy này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập ha. Mình sẽ ứng dụng những cái lý thuyết đó vào để giải quyết các bài tập. Rồi bây giờ mình sẽ làm câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AH, biết BH là bằng 9, CH bằng 16. Đề người ta yêu cầu mình là tính AB với AC. Rồi bây giờ mình sẽ suy nghĩ lại. Lúc nãy ở phần 1, 1 là mã, mình sẽ sử dụng cái hệ thức nào được để áp dụng vô đây để tính được AB, AC. Rồi thầy gợi ý ha, mình sẽ sử dụng cái hệ thức 1, tại vì thầy thấy có hình chiếu. Hình chiếu cho nên thầy sử dụng hệ thức 1. Đây, thầy cho sẵn bên đây nè ha, 4 cái hệ thức này thầy sẽ lấy hệ thức 1. Được. Hoặc là cũng có thể dùng hệ thức 2 ha. Rồi tùy mình. Mình có thể sử dụng hệ thức 2 cũng được. Hệ thức 2 có nghĩa là mình sẽ đi tìm cái đường cao trước, sử dụng hệ thức 2 nè. Sau đó mình sẽ dùng Pythagore cho cái tam giác AHB. Được. Để mình tính được AB. Rồi tiếp tục. Rồi mình sẽ dùng Pythagore cho tam giác AHC để mình tính được AC. Còn không thì mình sẽ xài như thế này. Giải ha. Đầu tiên mình đi tính BC trước, lấy hai đó cộng lại. Tiếp theo mình sẽ áp dụng cái hệ thức lượng vào cái tam giác vuông này, tam giác vuông ABC với cái đường cao AH. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái hệ thức 1 này ha, là AB bình bằng BH nhân BC. Rồi, thế số vào. Vậy AB bình là bằng 225. Vậy chia ra AB là bằng 15. Tương tự AC cũng như vậy. Được chưa? Vậy là mình đã giải quyết xong cái câu 1. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 2. Cho cái tam giác ABC vuông tại A có AB là bằng 15 xăng, AC là bằng 20 xăng. Giải tam giác ABC. Rồi, giải tam giác có nghĩa là tìm tất cả các cạnh và
các góc còn lại của cái tam giác. Rồi vậy có nghĩa là bài này mình sẽ đi tìm cạnh BC, tìm góc B, góc C. Vậy thì đề cho mình hai cạnh góc vuông rồi. Vậy mình sẽ chỉ việc là áp dụng định lý Pythagore thôi để mình tìm được cái cạnh BC ha. Rồi, vậy vì tam giác này vuông tại A nên AB bình cộng AC bình chính là bằng BC bình. Rồi có nghĩa là 15 bình cộng 20 bình chứ bằng BC bình. Hay là 625 chính bằng BC bình. Có nghĩa là vậy BC chính là căn của 625 chính là bằng 25 xăng á. Đây, 25 xăng. Rồi bây giờ để tìm góc B thì mình sẽ sử dụng tỷ số sin B chính là bằng cạnh đối chia cho cạnh huyền. Được. Đây mình có thể sử dụng tan tìm anh tan B hay là cos B, nhưng mà thầy bây giờ thầy dùng sin cũng được ha. Rồi vậy thì mình sẽ suy ra được cái góc B chính là bằng cách là mình lấy máy tính bấm ra là shift sin của 0,8 thì nó sẽ ra là 53 độ. Vậy khi đó mình sẽ tính được cái góc C là bằng cách là lấy 90 độ mình trừ cho góc B thì nó ra 37 độ và kết luận. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo. Câu 3. Tìm XY trong cái hình vẽ. Đây. Người ta cho cái hình vẽ này. Người ta bảo mình tìm XY. Được. Thì có nghĩa là bài này là mình thấy nè, có đường cao nè. À có hai cái hình chiếu hả? À có hình chiếu trên là có kết quả rồi nhưng mà dưới chưa có. Thì mình sẽ áp dụng cái hệ thức gì mà đường cao bình bằng hai hình chiếu nhân nhau để mình làm ha. Rồi bây giờ mình sẽ gọi ABC H ha, gọi vào hình. Được. Thì mình giả sử ha, cái tam giác ABC là tam giác vuông tại A đi ha, mình giả sử và có đường cao AH. Rồi vậy thì lúc này mình có được là AH bình, đường cao bình chính là bằng hai hình chiếu nhân nhau. Rồi bây giờ mình sẽ suy ra được là BH chính là bằng AH bình chia cho CH. Rồi thế số vào. Thế số vào. À, có kết quả sẵn là 12 bình chia 16 ra kết quả là 9. Tiếp tục. Bây giờ mình có HB là bằng 9 rồi. Mình sẽ đi xét cái tam giác AHB là tam giác vuông tại H để mình sẽ đi tính được cái cạnh AB ha. Đây. Mình sẽ xét tam giác này ha. Rồi áp dụng định lý Pythagore vào tam giác đó mình sẽ tính được là AB bình chính bằng AH bình cộng HB bình. Rồi thế số vào. Rồi vậy mình sẽ ra được là Y bình bằng 225. Vậy suy ra Y là bằng 15. Được chưa? Rồi sau đó mình sẽ kết luận. Kết luận X là bằng 9, Y bằng 15. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu 4. Câu 4 đề cho là cho tam giác ABC có AB bằng 6 cm, AC bằng 4,5 cm, BC bằng 7,5 cm. Người ta yêu cầu mình là chứng minh cái tam giác ABC vuông tại A, rồi tính góc B, góc C và đường cao AH của cái tam giác đó. Rồi mình sẽ vẽ hình ra ha, cho cái hình vẽ hình ra luôn đi. Được chưa? Rồi cái độ dài cũng chỉ là tương đối thôi ha. Rồi bây giờ người ta yêu cầu mình là chứng minh nó là tam giác vuông, vuông tại A. Vậy mình sẽ dùng định lý Pythagore đảo. Được chưa? Vậy có nghĩa là mình sẽ lấy cái cạnh nhỏ này bình lên cộng cạnh nhỏ kia bình lên coi ra nhiều. Sau đó mình lấy cái cạnh lớn nhất á, mình bình lên kiểm tra thử coi hai đó bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau thì mình sẽ suy ra tam giác này tam giác vuông tại A ha. Rồi bây giờ nè, đó. Lấy cạnh nhỏ này bình cộng cạnh nhỏ này bình thì nó ra là 56,25. Rồi lấy cạnh lớn nhất bình lên thì nó cũng ra là 56,25. Điều đó chứng tỏ được là AB bình cộng AC bình chính là bằng BC bình. Nè, như hình. Được chưa? Rồi, nên cái tam giác này là tam giác vuông tại A. Ha. Rồi. Vì lý do là nó đã vuông tại A rồi, cái tam giác ABC á, vuông tại A rồi, nên mình sẽ đi tính cái góc B bằng cách là dùng tan B. Bạn nào không thích thì có thể dùng sin B,
cos B. Được không? Rồi, vậy thì tan B sẽ bằng cạnh đối AC chia cạnh K AB. Thì nó ra là 0,75, thì suy ra góc B là bằng 37 độ, suy ra góc C cũng là bằng 90 độ trừ 37 độ thì nó ra là khoảng là 53 ha, gần sắp xỉ là 53 độ. Rồi bây giờ để tính AH. Rồi, thì mình sẽ làm sao? Đề đã cho hai cạnh góc vuông. Rồi cho cái cạnh huyền, mới vừa tìm được cái cạnh huyền. À, đề cho cạnh huyền luôn rồi. Đề cho cạnh huyền cho hai cạnh góc vuông, yêu cầu tìm đường cao thì sử dụng là đường cao nhân cho cạnh huyền sẽ bằng hai cạnh góc vuông nhân nhau. Rồi. Đây, áp dụng AH nhân BC chính bằng AB nhân AC, vậy suy ra AH ha. Chính là bằng AB nhân AC phần BC. Rồi ra kết quả là 3,6. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái phần tiếp theo, đó chính là mấy cái bài toán thực tế ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang bài toán thực tế thứ nhất. Hai chiếc thuyền AB ở vị trí được minh họa như cái hình vẽ. Người ta yêu cầu mình là tính khoảng cách giữa chúng. Rồi tính khoảng cách giữa hai thuyền này. Thì đề đã cho là IK rồi. Cho mình là cái góc AKI rồi. Rồi cho mình là cái góc AKB luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cần là đi tính cái đoạn IB. Rồi mình sẽ đi tính cái IA. Thì mình lấy IB mình trừ IA thì nó sẽ ra được khoảng cách giữa hai cái thuyền này ha, là tính được cái đoạn AB á. Rồi, vậy thì mình đầu tiên là mình sẽ đi xét cái tam giác ha. BK là tam giác này vuông tại Y nè. Vậy thì do đó mình có được là IB chính là bằng IK nhân cho tan của cái góc IKB. Được không? À, có nghĩa là cạnh góc vuông này chính bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối á. Rồi thế số vào thì nó sẽ ra được là 814,9 m. Tương tự trong cái tam giác AIK là cái tam giác vuông tại Y thì mình cũng có được là IA chính là bằng IK nhân cho tan của cái góc IKA. Rồi nó sẽ bằng là 380 ha, nhân cho tan của 50 độ thì nó xấp xỉ là 452,9 m. Vậy khoảng cách giữa hai cái thuyền này là chính là lấy cái đoạn IB trừ IA thì nó sẽ ra là 362 m. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài toán thực tế số 2. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc là 500 km/h. Đường bay tạo với phương nằm ngang. Rồi phương nằm ngang ở phương này. Một góc 30 độ. Hỏi sau 1,2 phút máy bay đạt độ cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng. Rồi. Rồi thì bây giờ thầy soi cho cái ha. Vẽ cái hình ra. Như vậy, đặt các điểm ABC như vậy. Được chưa? Rồi có nghĩa là đề yêu cầu là tính cái đoạn BC á, tính độ dài của cái BC. Được không? Đề nó hỏi nè. Rồi. Vậy thì đầu tiên mình cần nhớ là đổi ha, đổi mấy cái phút này ra giờ cho thầy. 1,2 phút này chính là bằng 1/50 giờ. Rồi tại vì đổi ra cho nó cùng đơn vị mới làm bài. Thì bây giờ yêu cầu tính BC ha. Và cái đề đã cho là cái AB nè ha. À, cái đoạn AB thì nó đã có cái gì kìa? Có cái vận tốc, có thời gian. Thì tính được cái quãng đường AB không? Rồi tính quãng đường AB thì quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Rồi có nghĩa là lấy 500 đây, vận tốc này nhân thời gian của nó là 1/50 thì ra là 10 km. Được ha. Rồi bây giờ để tính BC thì mình chỉ cần xét cái tam giác ABC vuông tại C thôi. Thì mình có được là BC chính là bằng AB nhân sin A. Được không? Rồi ra kết quả là 5 km. Vậy sau 1,2 phút máy bay bay lên cao được 5 km. Rồi. Bài toán thực tế số 3. Tính chiều cao của cái cây trong cái hình bên. Cái hình bên người ta cho như vậy. Đây yêu cầu tính cái cây này. Tính chiều cao nó. Rồi người ta đã cho cái người con người này đứng cách cái cây là 30 m. Rồi cái tầm ngắm của người này tới
so với cái ngọn nè. Rồi là 35 độ. Rồi từ cái mắt người này này cho tới xuống mặt đất á, là 1,7 mét nè. Rồi vậy bây giờ mình sẽ gọi ABCOH như trong hình ha. Rồi bây giờ mình đề yêu cầu tính là chiều cao cây, có nghĩa là tính cái đoạn OC. Tính độ OC mình chỉ cần việc là lấy cái đoạn OA. OA mình đã biết rồi, chiếu qua 1,7 ha. Rồi cộng cho AC. Thì bây giờ mình chỉ cần đi tìm AC thôi. Rồi được chưa? Vậy bây giờ mình sẽ đi xét cái tam giác ABC vuông tại A, thì mình có được là AC chính là bằng AB nhân tan B. Rồi, ra như thế này. Được, ra là 21. Rồi 21. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được là OC chính là bằng OA cộng cho AC, thì nó ra là 22,7 mét. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang bài toán thực tế số 3, số 4 ha. Nãy mình số 3 rồi, giờ mình sang số 4. Một chiếc thang dài 3 mét. Cần đặt thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc an toàn, là cái góc 65 độ. Tức là phải đảm bảo thang không bị đổ khi mà mình sử dụng. Rồi, đối với cái bài này ha, người ta cho cái thang ha, vậy thì mình sẽ gọi ABC như trong cái hình vẽ, không vẽ cái tam giác này vô nè. Rồi đề cho cái này là BC, có nghĩa là cái chiều cao, chiều dài của cái thang nè 3 mét, rồi cho cái góc 65. Thì bây giờ tính thôi, thì mình sẽ đi xét cái tam giác ABC là tam giác vuông tại A, thì có phải là mình được là AB chính là bằng BC nhân cho cos B không? Cạnh góc vuông này chính là bằng cạnh huyền nhân cho cosin của góc kề nè ha. Rồi thì thấy chưa, rồi nó ra là 1,27 m. Rồi 3 nhân cos của 65. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái phần cuối, đó chính là bài tập trắc nghiệm ha. Thầy có 4 cái bài tập trắc nghiệm. Câu 1, trong cái hệ thức sau, hệ thức nào sai? Ta cho hình vẽ lên cái bên luôn, cho cái hình sẵn tam giác ABC vuông tại A luôn, có đường cao H luôn. Vậy là cái hệ thức đầu tiên là AB bình bằng BH nhân BC, đúng không? AC bình bằng CH nhân BC, đúng luôn đúng không? Rồi cái hệ thức C là CH nhân BC chính là bằng AB nhân AC. À, BH nhân BC, BH nhân BC là AB bình mà. Rồi vậy này bị sai ha. Thì sửa cái này lại là thành BH nè, sửa lại thành thành cái gì? Thành AH mới đúng ha. Được. Rồi, câu D AH bình bằng HBHC, đúng rồi. Vậy thì mình chọn đáp án C. Được chưa? Câu 2. Cho cái hình vẽ này, người ta biết mình BH là với HC rồi. Tính chiều cao của AH bằng nhiêu? Vậy mình tính ha, AH bình chính là bằng BH nhân HC là bằng 16 á, AH bình bằng 16. Thì suy ra AH là bằng bằng căn 16 ha, nó ra là 4. Vậy mình sẽ chọn đáp án C. Câu 3. Hệ thức nào trong cái hệ thức sau đây là đúng? Người ta cho mình cái tam giác vuông dày cho góc alpha các độ dài ABC. Rồi cái câu A người ta yêu cầu tính sin pha. Sin pha chính là bằng A phần B mới đúng ha. Rồi đây bị sai. Câu B. Cotang alpha, cotang alpha thì sẽ bằng C phần A mới đúng ha. Đó, cái này BC là sai. Rồi tan alpha là bằng cạnh đối chia cạnh kề AC, rồi đúng. Rồi câu C đúng ha. Rồi mình kiểm tra thử coi cái câu D coi. Cos alpha là bằng cạnh kề chia cạnh huyền hay là C chia B mới đúng ha. Rồi cái này bị sai luôn. Vậy đáp án đúng của mình là 3C. Được chưa? Rồi câu cuối cùng của bài học hôm nay. Cho hình vẽ. Người ta yêu cầu mình tính sin pha bằng nhiêu? Thì rõ ràng sin pha bằng cạnh đối chia cho cái cạnh huyền ha. Thì mình sẽ chọn đáp án là C 3 phần 5. Rồi. À, buổi học online đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe.